Xin kính chào quý vị quay trở lại với bản tin chào buổi sáng của Tamda Media. Kính chúc quý vị một ngày mới nhiều sức khỏe và niềm vui. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Thủ đô Praha bắt đầu thử nghiệm các thùng rác màu xám để thay thế các loại thùng rác màu xanh hiện nay. Theo Phó Thị trưởng Zdeněk Hřib, loại thùng rác công cộng mới này bền hơn và giá thành của chúng cũng thấp hơn. Phần trên của loại thùng rác mới được làm bằng kim loại và có thể đựng tàn thuốc lá. Trên thùng rác cũng có mã QR để người dân có thể thông báo nếu thùng rác bị hỏng. Trước tiên, những loại thùng rác mới này sẽ xuất hiện tại quận Praha 3 và nếu chúng trải qua thời gian thử nghiệm thì sẽ được lắp tại các quận khác trong thành phố. Cho đến hết ngày 10 tháng 11, tại khu triển lãm ở Lenyani sẽ diễn ra hội chợ E-Salon mùa thứ 6. Tại đây, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng các loại ô tô điện và có thể tự lái chúng. Các nhà triển lãm cũng cho trưng bày các trạm sạc, xe đạp điện hoặc xe máy điện hiện đại nhất. Những người quan tâm có thể mong đợi tới 400 thương hiệu xe điện trên thế giới tham gia trưng bày tại đây. Cảnh sát vùng Novoichinsko đã thành công bắt được thủ phạm của một vụ trộm đột nhập vào nhà dân và lấy trộm một két sắt trong đó chứa nhiều đồ vật có giá trị chỉ sau vài giờ gây án. Theo thông tin từ nạn nhân thì trong két sắt có đựng trang sức trị giá lên tới 2 triệu kurun. Những kẻ trộm gồm 3 người ngoại quốc có vẻ biết rõ tình hình của chủ nhà và chúng đã tiến thẳng đến chỗ để những đồ vật giá trị nhất. 3 tên trộm này có thể sẽ phải ngồi tù đến 8 năm. Các doanh nghiệp châu Á phải chuẩn bị cho một chặng đường đầy sóng gió, một tương lai phức tạp và bất định dưới thời chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Giới quan sát nhận định việc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng có thể phủ bóng lên triển vọng kinh tế châu Á, làm dấy lên lo ngại về một giai đoạn kinh tế nhiều bất ổn sắp tới. Trong giai đoạn vận động tranh cử, ông đã đưa ra một loạt những hứa hẹn về việc áp đặt thuế quan sâu rộng lên đến 20% đối với tất cả hàng nhập khẩu. Đặc biệt, hàng hóa của Trung Quốc có thể chịu thuế tới 60% khi ông Trump liên tục cáo buộc nước này thực hiện hành vi thương mại không công bằng, gây tổn hại cho kinh tế Mỹ. Theo giới quan sát, ngay cả các đồng minh cũng khó tránh khỏi các mối đe dọa thuế quan của ông Trump. Giữa bối cảnh như vậy, các doanh nghiệp châu Á phải chuẩn bị cho một chặng đường đầy sóng gió sắp tới. Theo sau quyết định hạ lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong ngày 7 tháng 11, nhiều ngân hàng trên thế giới đã giảm lãi suất. Quyết định mới nhất của Fed đã đưa lãi suất chính sách của Mỹ xuống phạm vi 4,5-4,75%. Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, Fed đánh giá các điều kiện thị trường lao động nhìn chung đã nới lỏng, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp, trong khi hoạt động kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ vững chắc. Ngân hàng Trung ương Anh ngày 7 tháng 11 giảm lãi suất xuống 4,75% sau khi lạm phát trong tháng 9 giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm. Hồng Kông và các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt trong khu vực GCC cũng thường theo sát các động thái lãi suất của Fed vì hầu hết các đồng tiền trong khu vực được neo vào đồng đô la Mỹ. Ả Rập Xê Út, nền kinh tế lớn nhất khu vực, đã hạ lãi suất repo và lãi suất repo đảo ngược thêm 25 điểm cơ bản xuống còn 5,25% và 4,75%. Trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cũng giảm lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản xuống còn 4,65%. Tổng thống đắc cử của Mỹ ủng hộ việc tăng thuế quan, điều mà nhiều nhà kinh tế cho rằng có thể sẽ gây nên lạm phát. Sau khi đảng Dân Chủ Tự Do rút 3 bộ trưởng khỏi nội các do bất đồng trong liên minh cầm quyền, ngày 7 tháng 11, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã công bố các bộ trưởng mới thay thế. Các bộ trưởng mới bao gồm Bộ trưởng Tài chính ông John Cookies, Bộ trưởng Kỹ thuật số và Giao thông Volker Wissing, kiêm nhiệm thêm chức Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Lương thực và Nông nghiệp Sam Oremy thuộc đảng Xanh được bổ nhiệm thêm chức Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu. Việc bãi nhiệm các bộ trưởng diễn ra sau nhiều ngày đàm phán trong liên minh cầm quyền nhằm giải quyết những bất đồng ngân sách cho năm tới cũng như nhiều vấn đề kinh tế khác. Động thái của FDP đã khiến liên minh cầm quyền ba đảng gồm SPD, đảng Xanh và FDP sụp đổ. Mặc dù vậy, Thủ tướng Scholz vẫn coi quyết định cách chức Bộ trưởng Tài chính Lindner là hành động cần thiết để ngăn chặn thiệt hại cho đất nước. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 7 tháng 11 năm 2024 đã thông báo kế hoạch chuẩn bị giải tán quốc hội và dọn đường cho các cuộc bầu cử sớm sau khi chính phủ liên minh trung tả của Thủ tướng Olaf Scholz sụp đổ. Cáo trạng xác định tháng 4 năm 2020, Tổng Giám đốc Lưu Anh Minh của Công ty Đầu tư và Thương mại ERA Việt Nam muốn mua 1 triệu thùng găng tay y tế trị giá 1.150 tỷ đồng từ một đối tác. Song để ký được hợp đồng mua bán, anh cần phải chứng minh có 400 tỷ đồng, tức là 30% tổng giá trị lô hàng. Do tài khoản công ty không có tiền, anh tìm người có thể giúp chứng minh năng lực tài chính có số tiền trên trong vòng 1 ngày. Qua 6 lượt nhờ vả bắt cầu chi phí để lo giấy tờ cho Minh, từ 60 triệu đồng đã lần lượt từng bị can báo giá khống để ăn chênh lệch. Cuối cùng, dây chuyền nhờ vả này đã khiến Minh phải trả tới 1,2 tỷ đồng, nhiều gấp 20 lần con số dự tính ban đầu. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hiện đang thụ lý hồ sơ và dự kiến mở phiên xét xử đối với Lê Xuân Thủy, sinh năm 1980 trú tại Hưng Yên, Phạm Đình Luân, sinh năm 1982 ở Hà Nội, Tăng Thị Huệ, sinh năm 1982 trú tại Bình Phước, cùng nhiều đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt lớn thông qua hành vi giả mạo sao kê ngân hàng trong vụ án trên.
Những con số biết nói đã gióng lên hồi chuông báo động về lỗ hổng nhận thức của học sinh sinh viên về những vấn đề liên quan đến ma túy, cách nhận biết các loại ma túy, tác hại của việc sử dụng ma túy, các kỹ năng phòng chống v.v. Điều này khiến nhiều người không khỏi trăn trở và lo lắng. Trên thực tế, chỉ sau vài lần thử vì tò mò, đã có rất nhiều học sinh sinh viên bị lệ thuộc vào nó lúc nào không hay biết. Nhiều bạn trẻ do không có đầy đủ kiến thức hiểu biết về sự nguy hiểm của ma túy nên sẵn sàng thử ma túy với suy nghĩ một lần thì không sao. Theo nghiên cứu thực trạng nhận thức của học sinh sinh viên về ma túy, nguyên nhân và giải pháp của Viện Nghiên cứu Tâm lý Người sử dụng ma túy PSD, chỉ có 4,5% số học sinh được khảo sát cho rằng mình có những kiến thức đầy đủ về các chất ma túy. Trong khi đó, có tới 42,2% số người cho biết không hiểu về nội dung này. Để bảo vệ các em học sinh trước hiểm họa ma túy, trong thời gian tới, chúng ta buộc phải vá được các lỗ hổng còn tồn đọng, giải quyết triệt để những vướng mắc trong nhận thức liên quan đến ma túy mà các em đang gặp phải. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin mới của ngày mai.